Hello, chào mừng bạn đến với Velectrify. Video ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu đến bạn 10 chiếc xe bán chạy nhất tại Hoa Kỳ trong 9 tháng đầu năm 2021. Số liệu mình sẽ lấy từ tạp chí Car and Driver danh tiếng của Mỹ, một trong những tạp chí xe hơi hàng đầu của nước Mỹ. Chúng ta sẽ nhìn qua một lượt xem đó là những chiếc xe nào, và sau đó nhìn xem là những chiếc xe này đến từ những quốc gia nào, Nhật hay Hàn hay Mỹ hay là Đức, và đó là những loại xe gì, SUV hay là sedan hay là bán tải, tỷ trọng của các loại xe ra sao. Chúng ta sẽ nhìn cụ thể hơn ở phần sau của video này nhé. Trước hết chúng ta bắt đầu với 10 chiếc xe trước. Như các bạn thấy ở vị trí số 10 chính là Toyota Highlander. Chiếc xe này ở Việt Nam thì hiện nay rất là ít gặp. Nó thuộc phân khúc SUV cao cấp. Đối thủ của nó có thể kể đến là Ford Explorer. Và chiếc xe mà Trường Hải đang dự định mang về Việt Nam đó là Kia Telluride. Tại Mỹ thì doanh số của Highlander là hơn 200.000 chiếc. Một con số khá là khủng. Ok, tiếp theo với vị trí số 9 chính là Honda Civic. Ở Việt Nam bán không được chạy lắm nhưng ở Mỹ vẫn bán rất chạy, trong top 10 với hơn 216.000 chiếc. Số 8 chính là Toyota Corolla, hay tại thị trường Việt Nam là Altis. Ở Việt Nam thì mặc dù bán rất là ế nhưng ở Mỹ vẫn bán rất chạy các bạn ạ, vẫn là trong top 10 với hơn 217.000 chiếc. Số 7 chính là Nissan Rogue. Tại thị trường bên ngoài nước Mỹ thì chiếc xe này chính là Nissan X-Trail, cũng một thời bán chạy tại Việt Nam nhưng hiện nay thì không còn chạy nữa. Số 6 lại là một chiếc xe Nhật Bản, Toyota Camry. Ở Việt Nam thì hiện nay Camry doanh số đã thu lắc A rất là nhiều, nhưng mà tại Mỹ vẫn là chiếc sedan bán chạy nhất với hơn 256.000 chiếc, khủng khiếp. Số 5 lại là một chiếc xe Nhật Bản, ở Việt Nam cũng bán khá là chạy, chính là Honda CR-V, gần 300.000 chiếc, gần tương đương doanh số thị trường Việt Nam trong cả một năm. Đối thủ của CR-V có thể kể đến như là CX-5 hay là Hyundai Tucson. Tiếp theo vị trí số 4 lại là một chiếc xe Nhật Bản các bạn ạ. Vậy là từ nãy giờ từ vị trí số 10 đến vị trí số 4 tất cả đều là chiếc xe Nhật Bản của Toyota và Honda. RAV4 là một chiếc xe cùng phân khúc với lại CX-5, CR-V và Tucson. Doanh số của RAV4 là hơn 300.000 chiếc, xem với lại thị trường Việt Nam trong toàn một năm 2020. Rồi đến vị trí số 3 là một chiếc bán tải của Mỹ, chiếc Chevrolet Silverado, hơn 400.000 chiếc, khủng khiếp. Đến số 2 cũng là một chiếc xe của thương hiệu Mỹ, bán tải của thương hiệu Mỹ, thương hiệu Ram. Ram thì ngày xưa thuộc sở hữu của Chrysler, sau đó Chrysler lại thuộc sở hữu của FCA. FCA tiền thân là hãng Fiat của Ý, sau khi sáp nhập với lại Chrysler thì hình thành nên FCA. Và sau đó thì đầu năm nay, đầu năm 2021 thì FCA lại sáp nhập với lại Peugeot SA của Pháp để tạo thành Stellantis. Và cổ phần của họ đi chia đều cho cả Peugeot và FCA, mỗi bên sở hữu một nửa hãng xe Stellantis. Stellantis thì họ sở hữu rất nhiều thương hiệu như là Ram hay Dodge, Chrysler, Jeep, lên đến 14 thương hiệu cơ như các bạn nhìn thấy trong hình này. Ví dụ như là Maserati nữa, là thuộc sở hữu của họ. Vị trí số 1 cũng lại là một chiếc bán tải nữa đến từ Ford F-Series. Doanh số hơn 500.000 chiếc, quá khủng khiếp. Với doanh số nó hơn 500.000 chiếc này thì là gấp khoảng độ 1,5 lần thị trường Việt Nam năm 2020. Đây là mới có 9 tháng thôi các bạn nhé, 9 tháng của bên Mỹ thôi nhá, không phải cả năm đâu. Ok, điểm lại một chút, chúng ta sẽ thấy là trong top 10 này thì sẽ có 3 chiếc bán tải, 3 chiếc bán tải đều đến từ Mỹ. Còn lại 6 chiếc sedan và SUV đều đến từ Nhật Bản. Như vậy thống trị trong top 10 này là Mỹ và Nhật Bản, không có quốc gia khác như là Đức hay là Hàn Quốc. Rồi chúng ta hãy chuyển đến một bảng Excel, số liệu Excel mình tổng hợp ra đây. Từ số liệu 10 chiếc xe bán chạy mình tổng hợp ra đây, số liệu của từng chiếc này, theo tên xe này, loại xe này, SUV hay là sedan hay là bán tải này, từ Mỹ hay từ Nhật này, và đây doanh số này. Thì tổng kết lại, thứ nhất, theo bảng số liệu ở trên này thì chúng ta thấy là tổng doanh số của top 10 này là khoảng hơn 3 triệu chiếc này. Thì trong đó những chiếc xe đến từ Nhật Bản chiếm khoảng 56%, còn lại khoảng 44% là từ Mỹ. Các bạn thấy khủng khiếp không? Nhật Bản có 7 trên 10 đầu xe này, có 7 trên 10 đầu xe trong top bán chạy. Và doanh số của những chiếc xe bán chạy Nhật Bản này là khoảng 56%, áp đảo so với của Mỹ là 44%. Rồi đến bảng thứ hai, chúng ta sẽ phân loại theo loại xe. Loại xe thì ở đây các bạn thấy này, 3 chiếc bán chạy nhất là bán tải này, mình tổng kết ra là chiếm đến 44% trong top 10 này. 5 chiếc tiếp theo sẽ là những chiếc SUV, chiếm đến 41%, cũng cần xem với lại bán tải. Còn lại là sedan là 15%. Như vậy là trong số top 10 xe bán chạy thì là bán tải và SUV là xem nhau vậy, còn phần còn lại nhỏ còn lại là sedan. Rồi mình tổng kết lại video một chút này. Trong top 10 xe bán chạy nhất tại Mỹ 9 tháng đầu năm 2021 thì có đến 7 chiếc là của các hãng Nhật Bản là Honda và Toyota, 3 chiếc là của các hãng Mỹ là Chevrolet, Ford và Ram. Như vậy là Nhật Bản rất là áp đảo trong top 10 này. Còn theo loại xe thì hai loại xe chính mà người Mỹ mua nhiều nhất đó là bán tải và SUV. Như vậy thì chúng ta cũng đã hiểu là tại sao VinFast lại chọn hai chiếc xe là E35 và E36 để ra mắt tại Mỹ. Bởi vì cả hai chiếc xe đều là dòng SUV, VinFast đã chọn phân khúc mà có doanh số bán chạy nhất. Như vậy cũng là một điểm lợi thế cho sản phẩm của VinFast. Tại vì là tỷ phú Phạm Nhật Vượng xác định là VinFast tại Mỹ sẽ không cạnh tranh với Tesla, mà sẽ cạnh tranh với những chiếc xe xăng. Tại vì là VinFast áp dụng mô hình là thuê pin,
trả phí thuê pin hàng tháng và chi phí đó sẽ tương đương với lại tiền xăng xe. Đó cũng là một bước đi mà mình đánh giá là khá là sáng tạo, còn hiệu quả của nó thì phải chờ thực tế xem sao. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ subscribe kênh để ủng hộ chúng mình nhá. Cảm ơn bạn.